Vâng, xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube của Hoàng Nhật Công Trường. Hôm nay em sẽ test một chiếc bếp ga Paloma. Chiếc này dòng mặt men, nó rất là đẹp. Đó. Ngoại hình bên trong của nó còn rất là sáng và mới. Đây, và có một bác khách yêu cầu em test cho bác xem. Thì ngay bây giờ em sẽ test cho bác xem nhé. Các chế độ và cảm biến. Đây, em sẽ mở ra. Đây em sẽ cho các bác xem là độ đẹp của nó như thế nào. Đây các bác sẽ thấy này, tôn hoa này, dấu mộc toàn bộ zin nguyên bản nhá. Đó, đây các bác nhìn này. Rồi ok, em sẽ đóng lại và ngay bây giờ em sẽ test nhá. Đó, đóng lại như cũ. Và bây giờ em sẽ test các tính năng an toàn của chiếc bếp ga nội địa nhà này. Thứ nhất là gió thổi tắt lửa tự động khóa ga sau 10 giây, và cái thứ hai là chế độ là cảm biến chống cháy nồi. Vâng, mọi chức năng hoạt động rất là tốt. Đây, và bây giờ em sẽ cho lửa nhỏ nhỏ đi để mình sẽ thổi nhé. Đó, các bác sẽ thấy là nó sẽ tự động nó khóa ga nhé, tự động khóa ga. Dơ đen ạ, dơ đen nó nóng. Đây, em sử dụng bật lửa, em bật này. Đó. Đã khóa ga hoàn toàn nhé các bạn nhé. Đã khóa ga hoàn toàn rồi. Khi mà các bác nghe cái tiếng dơ đen nó nóng thì các bác sẽ thấy là ra nó đã khóa ga này nhé. Và ngay bây giờ em sẽ test cảm biến này. Em sẽ dùng hai miếng tôn sắt này giả lọc đáy nồi nhé. Thì cái thời gian mà để nó tắt được bếp thì nó phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố. Thứ nhất là nhiệt độ và cũng như là gió. Cái nhiệt độ của nó phải trên 200 độ C thì lúc đó nó sẽ tắt hoàn toàn, còn đâu mới đầu nó sẽ giảm lửa. Và cái thời gian test này nó sẽ hơi lâu hơn một chút nha các bác nhé. Em sẽ sử dụng là hai miếng tôn này giả lập, đó là đáy nồi các bác. Bên phía bên tay phải đó là bên bếp ba ngọn lửa cháy to hơn. Đó, các bác sẽ nhìn đấy này, đây là hai ngọn lửa và ba ngọn lửa, bếp Nhật bao giờ cũng vậy. Thì bên kia để dành cho các bác mà đun nấu gọi là cần lửa nhỏ, bên kia là lửa to. Và chắc chắn rằng bên lửa to bao giờ nó sẽ tắt trước hơn bên hai ngọn lửa. Ok, mình sẽ chờ một lát nhé, chờ một lát khi mà cái miếng tôn nó đã nóng lên rồi. Khi mà không có miếng tôn này các bác sẽ nhìn là ngọn lửa nó sẽ trụm lên. Các bác sẽ cảm nhận rằng, đó, các bác sẽ cảm nhận rằng cái ngọn lửa nó cháy nó nhỏ, nhưng thực tế không phải. Khi các bác để nồi lên thì các bác sẽ thấy rằng cái ngọn lửa nó sẽ bao quanh ra hết phần đáy nồi, nên việc là các bác nó sẽ không, cái nhiệt lượng nó được tiếp xúc rất là nhiều hơn. Đây các bác thấy chưa, lửa đã giảm rồi nhé, lửa đã giảm rồi. Và hiện tại bây giờ lửa nó đang là rất là nhu diêu, rất là nhu diêu, rất là nhỏ. Đối với tất cả các dòng bếp ga nội địa Nhật thì đối với cái tính năng này, nó là cái tính năng không thể thiếu, rất là an toàn. Đó. Và nó đánh lửa sử dụng là IC, IC nhé. Nó không giống như một số các dòng bếp ga Việt Nam hay Trung Quốc mà sử dụng đánh lửa bằng Bezito. Cái việc đánh lửa bằng IC nó phải sử dụng là nguồn nuôi bằng pin. Đó. Nên về cái thời gian mà ví dụ như vào những ngày ẩm ướt thì các bác yên tâm một điều rằng việc nó đánh bên lửa rất là dễ, đánh rất là khỏe. Khi nào mà các bác nghe cái tiếng đánh lửa mà nó yếu dần hoặc là một bếp bật được lên lửa, một bếp không, thì chắc chắn rằng là pin của nó đang hết nhé, hoặc nó có báo đèn ở đây này. Đây, bác thấy chưa, nó báo đèn chưa, tức là bếp bên ba ngọn lửa đã tắt nhé, bếp bên ba ngọn lửa đã tắt rồi. Và tiếp tục đây, tiếp tục bếp bên hai ngọn lửa đã tắt, các bác nhìn thấy đèn báo chưa, đó, bếp đã tắt hoàn toàn nhá. Đây, ok, hai miếng tôn này đang rất là nóng. Đó, các bác đã thấy chưa? Đối với các dòng bếp ga nội địa Nhật thì những cái tính năng này nó cực kỳ là hữu ích. Đó,
cực kỳ là hữu ích. Những bác nào mà đun mà hay bị quên đấy, mà mình có thể là sử dụng bếp này, thì về cái việc mà sợ bị cháy thủng nồi là không bao giờ có. Đó, rất là an toàn. Rồi, cái chiếc bếp ga này thì em đang bán với giá đó là 2.600.000 đồng. Có tặng kèm theo các bác đó là một bộ pin sạc là một, và cái thứ hai là bọc lưới chống chuột cho các bác. Trong dịp cuối năm này thì em sẽ bao ship cho các bác. Đó, sẽ bao ship cho các bác nếu các bác chuyển khoản hết nhé. Tại vì là cái thời gian nó vận chuyển thì nó sẽ bị giáp ngày, nên cái việc vận chuyển nó đối soát nó sẽ bị chậm hơn, nên là em sẽ ưu tiên bác nào chuyển khoản hết em sẽ bao ship nhé. Đó, còn bác nào ship cốt thì đều có cọc. Rồi, ok. Một chiếc bếp rất là đẹp, đầy đủ các tính năng. Đó, bên trong này tôn hoa dấu mộc vẫn còn. Đó, các bác có thể thấy rằng là một chiếc bếp rất là tuyệt vời. Đây, em sẽ tắt đi thì cái đèn đỏ nó sẽ hết báo nhé. Đó, khi tắt đi các bác sẽ thấy là cái dưa ne nó đóng lại. Nò rất là đẹp. Ngay sau đây em sẽ bật lửa lò nướng cho các bác xem. Đây, các bác sẽ thấy lửa lò nướng chưa? Đó. Cái việc mà có một cái lò lớn như này thì về việc cuối năm mình sử dụng, các bác sẽ thấy rằng là mình có thể là tùy chỉnh được rất là nhiều các món ăn cho gia đình nhà mình. Đó. Giảm này, giảm rất là bé luôn, rất là nhỏ luôn. Đấy, việc các bác mà kho lấu các bác để lưu giữ này rất là ok, không vấn đề gì nhé. Rồi, trên đây là em đã giới thiệu cho bác cách cũng như là test cụ thể kỹ càng cho các bác về chiếc bếp ga nội địa Nhật Paloma này. Thì bếp ga em bán từ trước giờ khá là nhiều, nhưng chắc chắn là các bác vào kênh bác sẽ thấy. Rồi, ok. Bác nào mà đang muốn nhu cầu về bếp ga thì hãy liên hệ em qua số điện thoại 0987 807 038 và 0344 586 794. Em ở Kim Thành, Hải Dương. Các bác có thể là kết nối trực tiếp Zalo với em để xem cũng như là trao đổi một cách cụ thể nhất để cho các bác nhé, dễ hình dung về bếp, mọi thứ xung quanh cũng như là về tất cả các tính năng của bếp. Được, ok. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi ạ.